Thưa quý vị, thưa các bạn, tỷ lệ hàng Việt Nam đang phủ sóng từ 60 đến 90% tại các hệ thống siêu thị và các chợ. Hàng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài trên hành trình chinh phục người tiêu dùng, cho thấy cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo được niềm tin và sự quan tâm của người tiêu dùng đối với hàng hóa thương hiệu Việt, đồng thời khơi dậy được tiềm năng dồi dào về nguồn lực và năng lực kinh doanh, phân phối của mọi thành phần kinh tế. Từ chỗ chủ yếu đầu tư cho xuất khẩu, đến nay Tổng công ty May 10 đã đầu tư nhiều hơn cho thị trường nội địa thông qua các hoạt động như nghiên cứu thị trường, đổi mới mẫu mã phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, phát triển kênh phân phối, v.v. Những năm qua, nhu cầu về thời trang của người tiêu dùng trong nước ngày càng cao. Vì vậy, nếu bỏ ngỏ một thị trường trong nước đầy tiềm năng với gần 100 triệu dân sẽ là thiếu sót lớn. Người tiêu dùng Việt Nam và cho chính doanh nghiệp Việt Nam cũng phải ý thức được là người tiêu dùng Việt Nam chỉ sử dụng những sản phẩm chất lượng và trong ngành thời trang thì hợp mẫu mã và giá cả phải chăng thì người ta mới sử dụng. Ngay từ những cái chiến lược về sản phẩm, những cái nhà thiết kế cũng như là những người lao động của chúng tôi luôn luôn tâm huyết là mong muốn đưa ra cái sản phẩm chất lượng tốt nhất đối với người tiêu dùng Việt Nam. Nhằm tiếp tục duy trì cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong những năm tiếp theo, cần có sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện mới. Việc mở rộng thị trường quốc tế đã làm tăng tính đa dạng với thương mại trong nước. Tuy nhiên, hàng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn với hàng ngoại ngay trên sân nhà. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ, trong đó phải kể đến là sức ép từ hàng hóa nhập khẩu sẽ lớn dần, cạnh tranh về dịch vụ đầu tư của các nước trong khu vực và trên thế giới sẽ dẫn đến một số ngành, một số sản phẩm phải thu hẹp sản xuất, thậm chí rút khỏi thị trường. Đối với thị trường nội địa thì như quý vị biết, đấy là một cuộc chơi rất là sức là khốc liệt. Với cái tiềm năng của ngành dệt may nội địa thì đây là một cuộc chơi sẽ rất là lớn. Thì với Tập đoàn Dệt may Việt Nam và ngành dệt may Việt Nam thì chúng tôi đánh giá là hoàn toàn vẫn tự tin. Chúng tôi sẽ tìm ra những con đường riêng cho thời trang Việt Nam đến với công chúng Việt Nam theo những cái con đường của chúng tôi, với những cái thiết kế dành riêng cho người Việt Nam, phù hợp với người Việt Nam để hoàn toàn có thể tự tin trên sân nhà của chúng ta. Để cuộc vận động ngày càng đi vào thực chất, tạo thêm sức mạnh cho hàng Việt, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh. Bộ cũng khuyến khích thành lập các hiệp hội bán buôn bán lẻ tại các vùng miền, khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp thương mại, kinh doanh hàng hóa chuyên ngành hoặc kinh doanh hàng hóa tổng hợp, các doanh nghiệp thương mại bán lẻ hiện đại, dịch vụ logistics. Điều này sẽ góp phần tạo thành các chuỗi giá trị hàng hóa thương hiệu Việt, gia tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt.